vậnmayshop.com, shop app Free Fire Liên Quân giá rẻ. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay hiện tại thì mình đang nhảy dù tại cái khu vực là kho quân sự nha mọi người. Ui, có ngai vàng kìa mọi người. Ui, ngon quá nhỉ. Ok, như vậy là mình đã có được ngay một cái khẩu súng là M4A1. Mình sẽ chạy lượn lờ quanh khu này cái đã, để kiểm tra xem là có bao nhiêu thanh niên. Chúng ta sẽ kêu người cái đã. Cái kia, what the hell ơi. Em ơi, làm gì ở đây vậy hả? Ê, thanh niên. Thanh niên em ơi. Ok, đã xong nhá. Úi dồi ôi. Như vậy là mình đã hạ gục được một mạng đầu tiên. Hồ Nhi ơi, vào đây cứu mình với bạn ơi. Có một thằng ở hướng NE, nó bắn mình này. Ê bạn ơi, chạy lên trên này cứu mình với. Nhanh nào bạn ơi. Ui. Hồ Nhi ơi, đây chạy qua đây để cứu mình coi nào. Ok, thank you bạn nha. Mình sẽ chạy ra ngoài một xíu này. Đó. Bây giờ sẽ là ngồi ở đây và trải nghiệm ngai vàng luôn nha. Ui, cái đậu xanh đang ngồi ngai vàng thì thằng nào nó lại dám bắn mình vậy. Trời ơi. Kìa kìa, what the hell. Thanh niên làm gì vậy hả? Nốc rồi nhé em ơi. Thích chơi hả? Chơi anh sao nổi hả em? Đây, và bây giờ thì nữ hoàng sinh tồn sẽ lại ra để ngồi ngai vàng nhá. Ngai vàng này là dành cho nữ hoàng nha anh em. Đó, phải nói cực kỳ là ngầu luôn anh em ạ. Hồ Nhi ơi, bây giờ thì bạn hãy đi kiếm đồ cho mình đi. Đây, tôi đang ngồi ở đây và sai mấy con thú cưng nó nhảy anh em ạ. Đúng rồi, nhảy lên nào cho chó. Hồ Nhi ơi, kiếm đồ, mang lại đây. Đấy, ngồi ngai vàng như này nó có quyền lực hơn hẳn anh em ạ. Đang sai thằng Hồ Nhi, nó đi kiếm mấy cái đồ nó mang về cho mình. Không biết là nó kiếm được cái gì mang về cho mình đây. Tích cực chạy lại bạn ơi. Đó. Nói chung là cái ngai vàng này nó khá là thú vị. Mỗi tội là để kiếm được cái ngai vàng này là nó hơi bị khó khăn nha mọi người. Theo như mình thấy thì mình đã thấy là hai khu vực mà có được ngai vàng, đó là thung lũng này với lại thì là kho quân sự. À, ngoài ra thì có cả cái khu vực là tháp đồng hồ cũng sẽ rất là dễ có ngai vàng nhá. Còn những cái khu vực khác thì mình còn chưa biết nữa cơ. Đúng rồi Nhi, ông lượm thật nhiều đồ, mang lên đây. Ui, ok. Trời ơi, đáp liệu đồng đội, làm sao mà đáp liệu được hả? Thank you Hồ Nhi nha. Đấy, và hôm nay thì mình cho Hồ Nhi nó làm người hầu nên là tự nhiên là mình có được luôn Scar với lại khẩu súng tiểu liên MP40 mà không có cần đi lượm luôn nha. Đấy, quấn tạm một cái đã. Anh em thấy ngồi ngai vàng có sướng không ạ? Quá là đã luôn. Ở đây thì ngồi ngay vàng tại kho quân sự, chúng ta có thể là nhìn ra biển và ngắm cảnh anh em ơi. Thú cưng ơi, nhảy lên. Đúng rồi em. Đấy, ra lệnh cho con thú cưng nó nhảy lên. Kìa kìa, có xe anh em ơi, thằng nào chạy xuống đây vậy? À, kia hả? Ok, chờ tí, nữ hoàng sinh tồn sẽ chạy qua để cứu bạn luôn. Hello, mấy cái thằng ngáo ngáo ngoài kia. Anh bắn cho chú ML bây giờ. Úi dồi ôi, em ơi. Đúng rồi em. Kìa kìa, xuống xe đi em ơi. Úi dồi ôi. Ok nhá. Cái đậu xanh này em ơi. Kìa kìa. Ui, ui, ui. Ok, đã xong. Và kẹo đã có được mạng thứ tư rồi nhá. Hình như là bây giờ thì team của tôi đã clear hết toàn bộ được những cái thanh niên ở kho quân sự rồi nha em ạ. Bây giờ là chẳng còn ai nữa đâu. Mình sẽ tranh thủ đút đồ cái đã. Ok này. Đổi tạm qua Spat, đơn giản là tại vì súng tiểu liên kia nó hết đạn. Vứt súng lục đi. Mình thật là mình không có bao giờ dùng súng lục luôn mọi người ạ. Đôi khi là có dùng là khẩu súng lục M500 này, hoặc là dùng cái khẩu đó là shotgun mini. Ok, à có cả MP40 cũng như là có thêm đạn tiểu liên này, quá ổn luôn. Đây mới là cái combo súng mà mình yêu thích anh em ạ. Combo này phải gọi là chơi sấy cực kỳ là đã tay rồi nha em ơi. Đều là hai cái khẩu súng sấy cả là Scar với MP40 nhá. Ui bạn ơi, câu lựu làm cái gì vậy? Kệ bạn. Tại vì mình biết là cái lựu đạn của đồng đội ném ra thì nó sẽ không gây sát thương lên người chúng ta nha.
Hôn Nhi nó định cướp ngai vàng của nữ hoàng sinh tồn anh em ơi. Ok Hôn Nhi, ông đứng gọn lại cho tôi với. Ông lại cứ bắn súng ẩm ĩ hết cả lên. Không được ngồi ngai vàng à? Trêu mình hả? Ấy để yên đi. Để yên cho tôi ngồi ngai vàng nào. Đang ngồi ngai vàng ngắm cảnh biển. Hôn Nhi nó lại nhảy trên mình. Cái động xanh thật này, láo. Láo à nha. Và đây ở cái góc này chúng ta có thể là nhìn dưới váy của nhân vật nha. Ồ, xịp trắng anh em ạ. Đấy đấy. Úi dồi ôi, góc này nhìn phải gọi là khá là dễ dàng anh em ạ. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chạy thôi anh em ơi. Ở cái khu vực là kho quân sự này quá lâu rồi. Chạy đi và săn người thôi nhỉ. Cái con xe nát này chúng ta lại không thể sử dụng được, nên là tạm thời chúng ta sẽ phải đi bộ nha mọi người. Đi bộ thế nào? Chạy thẳng lên cái phía 240 và lại chuẩn bị xuống đồi thôi nha em ơi. Mình sẽ vừa chạy vừa để ý xung quanh coi. Có thằng nào thì chúng ta sẽ bật ống ngắm lên và kêu cho nó luôn. Sao phải ngại nhỉ? Cơ bản là bây giờ nó khá là vắng này. Khi mà còn lại trong cái ván đấu này là 17 thanh niên nữa. Nói chung là cứ từ từ, rồi là chúng ta sẽ thấy người mà thôi. Kiếm người nó đâu có khó đâu. Chẳng qua là bo nhỏ kiếm người sẽ dễ hơn rất nhiều. Và anh em có thể thấy là cái vòng bo hiện tại nó cũng đang thu lại. Bo này là bo đầu tiên, nên là cái tốc độ thu của nó khá là chậm thôi. Anh em có thể là thoải mái chạy bộ. Ok, vậy là chúng ta đã gần vào tới cái vùng an toàn tiếp theo rồi nha em ơi. Trong này hiện tại mình chưa thấy ai cả, đơn giản là nó khá là vắng luôn đấy. Ui, trời ơi các bạn, lên bảng đếm số liên tục. Và bây giờ chỉ còn lại có 15 người chơi nữa thôi. Ông Nhi ơi, bắn gì vậy hả ông? Ông bắn gì vậy? Ông làm tôi giật mình đấy nha. Và chúng ta đang tiến lên cái phía ở khu cổng trời này. Cổng trời này thì ngày hôm nay chưa thấy ai cả. À, mình thấy là có ngay một cái hòm xác ở chỗ này. Lút thử coi nào. Ồ ngon. Đã lên được cái ba lô 2. Với lại thì mình sẽ đổi qua Famat luôn. Hai khẩu súng Ska với lại Famat thì đều là súng tủ của mình. Nhưng mà dạo này thì mình lại thích cái cách bắn của Famat hơn. Đó là bắn 3 viên một lần. Sát thương gây lên từ Famat nó khá là cao luôn. Với lại tốc độ bắn cực kỳ nhanh nên là sấy nó cũng phê lắm anh em ạ. Ui, lại hòm sắt nữa hả? Chạy qua và lút sát thôi nào anh em ơi. Ok ngon. Ui, cái đậu xanh. Còn lại có 13 thằng nữa thôi. Ok ok. À, chỗ này có người. Em ơi, làm cái gì vậy hả? Làm cái gì vậy hả? Em ơi, chạy đâu cho thoát hả em ơi? Ok. Nữa hả? Đâu vậy? Đâu vậy anh em ơi? Lên bảng điểm số này em ơi. Nữa hả? Úi dồi ôi. Thanh niên, làm cái gì vậy hả? Làm gì vậy hả? Làm cái gì vậy hả em ơi? Ok. Và mình đã có được kill thứ 6 rồi này. Căng 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 Hôn Nhi ơi. Chạy qua kill nó luôn. Nó ngay cái hướng góc nhà 285 độ. Tôi sẽ vào chỗ này để cuốn tạm máu cái đã. Cho Hôn Nhi đẩy qua và kill nó luôn. Ông ơi, kill nó đi ông ơi. Tôi nghĩ là ông có thể là xử lý được nó. Còn tôi sẽ chạy tạm ra ngoài này và nút đổ cái đã. Đây anh em ơi, hòm sắc cái thằng mà mình vừa giết này. Ui, có rất là nhiều đạn tử liên nhá. Bú ba này, giáp ba mặc dù là hơi bị nát nhưng mà mặc vẫn khá là ok. Và có cả giảm thanh nữa. Ông Amrik sẽ là những cái trang bị tuyệt vời. Hôn Nhi ơi, chạy sao có đệ đón mình này. Thôi kệ Hôn Nhi vậy. Mình sẽ lút nốt cái hòm sắc này. Ok, ok bạn tôi ơi. Bạn ơi, bạn đừng chết nha. Không xong rồi nha em ơi. Có người nữa hả? Cam, cam, cam. Thằng nào đây vậy hả? Em ơi, đây hả? Úi dồi ôi em ơi, úi dồi ôi em ơi. Úi dồi ôi em ơi. Định chơi với anh à? Thanh niên, lên bảng điểm số nha. Kìa kìa thằng bạn nó kìa. Thằng bạn nó kìa. Thằng bạn áo đỏ kìa. Cái đậu xanh này. Ok. Và xong luôn. Kẹo đã có được mạng thứ 8 ở trong cái ván đấu này. Ôi không ngờ là bạn này có cả 33 cả. Quá đã luôn. 33 chúng ta có thể là chứa được cực kỳ là nhiều đồ. Ok ổn nhá. Ở đây sẽ có thêm tay súng 3 với lại bằng súng 3 nữa. Quá ngon phải không anh em ơi?
Rồi này, mình sẽ chạy xuống phía dưới và lút thêm đồ này. Ui quên mất anh em ơi, bởi vì là hiện tại thì ba lô ba của mình đã full là 99%, nên là cũng chẳng lượm được thêm đồ gì nữa. Phía dưới này là thính phải không anh em? Ồ, nó là thính chạy xuống để lút thính luôn nào. Anh em ơi, chúng ta chuẩn bị là được lút đồ trong thính rồi. Ê, một cái giáp chống nổ mới quá đã. Bây giờ thì mình đã có được những cái trang bị khá là ngon. Đó là mũ 3 này, giáp level 4 này, với lại thì ba lô level 3 nữa. Phê nhỉ anh em. Chạy lên trên này con nào. Bây giờ thì mình sẽ chạy lên để tìm cái thằng vừa giết đồng đội của mình. Mình sẽ xử lý nó luôn. Nói chung là đây sẽ là cuộc trả thù cho đồng đội của sĩ kẹo. Đâu nhỉ? Tôi nghĩ là nó đã chạy qua những cái khu khác rồi nha em ơi. Nó không còn ở đây nữa đâu. Nhưng mà mình cứ thử chạy qua, biết đâu là nó vẫn còn ở đây. Ui, không có ai anh em ạ. Và kia tôi nhớ không nhầm thì nó là hòm xác của Hôn Nhi. Lúc nãy là có đánh dấu X ở ngay vị trí đó. Bây giờ nó chạy rồi. Ơ kìa, đứa nào chạy xe vậy hả? Em ơi. À, là một chiếc xe thể thao màu đen hai chỗ à? Ok ok, chạy xe Lamborghini hả em? Em ơi đứng lại đi em ơi. Chạy gì mà nhanh vậy hả? À bây giờ có tận hai đứa luôn. Ok ok, ui bạn ơi bạn ơi. Bạn ơi, may nhá, may là mình chạy qua cái thông tin. Cái đồ xanh, mày đi tông anh hả? Thằng này láo đi tông anh hả? Ui, căng rồi nha. Đúng rồi em. Ui, hai đứa cả. Cắt vậy nha em. Hẳn là hai đứa cả. Kìa kìa, gắt vậy nha em ơi. Ok, xong nhá, mình đã có được mạng thứ 10. Ui, anh em nhìn kìa, bên dưới cho nó bắn nhau căng chưa kìa. Căng căng căng. Ui ui, mình ngồi tạm ở đây, mình quấn máu cái đã. Hình như là ở chỗ đấy còn hai đứa nữa. Hai đứa chúng nó cùng một team với nhau thì phải anh em ạ. Căng rồi nha. Thằng kia đang đẩy lên rồi kìa. Úi dồi ôi, đẩy lên hả em ơi? Đẩy lên hả em ơi? Úi dồi ôi, đẩy lên để định xanh hả? Lên bảng điểm số luôn nha. Tưởng là ăn anh mà dễ à? Ok ok, một thằng ở phía kia nữa. Mình sẽ tranh thủ cái đồ này. Quá là ổn luôn. Hiện tại thì mình đã có được những cái trang bị súng toàn là đồ tím, phải gọi là cực kỳ là ngon. Ok, bây giờ còn 4 mạng nữa thôi. Chúng ta sẽ phải chơi game càng ngày càng cẩn thận hơn, thì mới mong là có thể là lấy được top 1 trong cái ván đấu này. Ok, và để coi nào. Đấy, biết ngay mà. Biết ngay là nó còn một thằng nữa mà. Em ơi, xuống xe đi em ơi. Chạy à? Ôi bạn ơi, à chạy vòng lại để chơi mình đây. Cái đậu xanh thiên nhiên, xuống xe em ơi. Úi dồi ôi em ơi. Sấy căng vậy, sấy căng vậy em ơi, sấy căng vậy. Và thiên nhiên đã bị chết vì nổ xe. Vâng, vậy là mình đã có được mạng thứ 12 rồi cả. Căng quá nhỉ. Bây giờ còn lại là bao nhiêu đây? 3 người chơi nữa. Như vậy là cơ hội chiến thắng của mình nó đã lên đến là 25% rồi nha em ơi. Cố lên nào. Đây anh em ơi, bây giờ thì mình sẽ phải chạy vào trong cái vòng an toàn cái đã. Đó, bo đang thu lại rồi. Vừa chạy thì mình vẫn không quên cái nhiệm vụ là quan sát xung quanh. Thấy đứa nào đang chạy bo thì mình sẽ sấy luôn. Chơi luôn và sao phải ngại nhỉ. Uầy, một bạn vừa phải ra đi khỏi trận đấu. Thế là bây giờ chỉ còn lại có 2 người chơi nữa. Chạy qua đây cơ nào. Uầy, 2 thằng còn lại đâu vậy? Mình chưa có thấy 2 thằng còn lại ở trong khu này đâu. À kia, ui dồi ôi em ơi. Chạy xe hả em ơi? Em ơi, chạy xe đâu vậy hả em ơi? Chạy xe đi hút thính hả em? Kìa kìa cái đầu. Coi chừng vỡ đầu nhé. Ui ui. Bắn kiểu như là mình toàn bắn auto vào chảo. Ok, mình sẽ chạy qua phía này một xíu này. Em ơi, em lút thính gì mà lâu vậy hả? Kìa kìa cái chân kìa. Ê, đậu xanh. Chạy đâu về hả em ơi? Chạy đâu về hả em ơi? Úi dồi ôi, làm cái gì vậy hả? Ok xong nhá. Vậy là mình đã có được kill thứ 13 rồi. Và vừa trang bị nòng 2 và format luôn. Bên dưới này thì có khá là nhiều đạn.
và nó chỉ là một cái thính FPD mà thôi. Nên là mình cũng sẽ chẳng cần luôn. Ok, có xe luôn này. Lấy xe và đi săn thằng còn lại thôi. Đây, bây giờ thì mình sẽ chạy theo cái hướng này để tìm kiếm cái vị trí của thanh niên còn lại. À, anh em cùng mình xem là thằng cuối nó đang ở đâu nha. Thằng cuối đang ở đâu vậy hả? Uầy, hình như là nó ở trên tròi anh em ơi. Ok, vừa chạy xe vừa quần máu cái đã. Đây rồi. Úi dồi ôi. Em ơi, mình có 3 quả lựu này. Câu lựu lên. Câu lựu lên. Ui, anh em ơi, mình lại câu lựu ngu vậy. Ui, cái đậu xanh 3 quả, không quả nào lên được tròi luôn. Lên xinh xinh nó. Đấy, như này có phải là nhanh hơn không? Vậy là mình đã giành được top 1 ở trong cái ván đấu này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.